Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Thì video ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một cái bài mở hộp cũng như là trên tay đánh giá nhanh một cái thiết bị đồng hồ đeo tay kiêm luôn cả một cái tai nghe Bluetooth có phiên bản siêu nhỏ biến hình như thế này. Đó, đây, ơi nhưng mà không lấy ra đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đếm vào bài mở hộp và thử xem nó có những cái điểm gì đặc biệt nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Và hiện tại ở trên bàn của mình đây, đó chính là chiếc Huawei Top Band B5. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem thử nó có những cái điểm gì đặc biệt nha. Bên ngoài thì các bạn sẽ dễ dàng thấy được cái sản phẩm của chúng ta sẽ nằm ở trong một cái phần hộp với ba cạnh là một cái ba cái miếng mica thôi, rất là trong và các bạn có thể thấy được cái sản phẩm luôn. Ở mặt sau chúng ta sẽ có một số những cái thông tin, ví dụ như là có thể trở thành một cái tai nghe Bluetooth nè, kiểm soát giấc ngủ, rồi là kiểm soát được cái chế độ mà các bạn luyện tập, đo nhịp tim, rồi là có màn hình AMOLED, nhận được thông báo và tiêu chuẩn chống nước là IP57. Ngoài ra thì cái thiết bị này sẽ hỗ trợ trên cái phiên bản Android 4.4 trở lên, và với iOS thì sẽ là iOS 9.0 trở lên thì mới có thể kết nối được, và ở bên dưới là Made in China. Ok, ở bên ngoài thì cũng không có cái điểm gì đặc biệt ngoài cái thiết bị nằm ở chính giữa. Ở bên dưới thì có một cái phần được che, mình nghĩ là cái phần phụ kiện nó sẽ nằm ở trên này. Cách mở hộp thì cũng tương đối là đơn giản thôi, các bạn sẽ gỡ một cái miếng siêu ở đây ra và dỡ lên. Đây. Đây, và sản phẩm sẽ được đặt trong một cái kệ mình thấy tương đối là hay, giống như những cái kệ mà khi các bạn đi trung tâm thương mại các bạn hay thấy người ta trưng điện thoại hoặc là trưng những cái thiết bị đồng hồ thì cũng giống như cái này. Đó, và thêm một cái kệ nhỏ nữa ở bên dưới. Ở bên trong hộp thì các bạn sẽ có một số những cái phụ kiện, ví dụ như là ở đây sạc cáp, và thêm vào đó là cái nút đệm tay để các bạn có thể dễ dàng thay thế được. Ngoài ra thì có những cái cuốn bí kíp mà chẳng bao giờ người dùng họ thèm đọc tới. Đây, toàn tiếng Anh tiếng Tàu không, rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ dẹp cái mớ phụ kiện này sang một bên và cùng đi đến với chiếc vòng đeo tay Huawei Top Band B5. Và sau khi đã lấy ra khỏi chiếc kệ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với cái phần thiết kế của chiếc vòng đeo tay này. Thì đây là một cái vòng đeo tay thông minh, sức khỏe kiêm luôn cả một cái tai nghe Bluetooth và được cấu thành từ nhựa và dùng dây da, hoặc là một số những cái loại dây các bạn có thể tùy chọn, bằng cách là chúng ta có thể thay đổi được cái sợi dây nằm ở đây, có một cái lẫy và các bạn có thể thay đổi được. Ở bên dưới các bạn sẽ có một cái cảm biến đo nhịp tim và sử dụng màn hình là AMOLED cong 2.5D với cái kích thước là 1.13 inch, được thiết kế dưới dạng dọc theo đúng chuẩn của một cái loại là vòng đeo tay chứ không phải là đồng hồ thông minh. Đó, và cái việc mà kết nối giữa cái thiết bị này với cái chiếc iPhone của mình cũng tương đối là dễ dàng thông qua một cái ứng dụng mà các bạn có thể cài đặt được, đó chính là Huawei Health. Đó. Và tiếp tục đối với cái chiếc vòng đeo tay này, tại vì nó kim luôn là một cái tai nghe Bluetooth cho nên là các bạn có thể dễ dàng bấm hai cái lọi ở bên dưới, bật một phát chúng ta đã có thể lấy ra và nó được sử dụng như là một chiếc tai nghe Bluetooth. Đó, như bạn có thể thấy ở đây, với cái phần nút tai được làm từ cao su và cho chúng ta hai cái nút đệm để có thể thay thế được. Và sau khi đã kết nối với điện thoại của mình thì cách để chúng ta có thể sử dụng được cái thiết bị vòng đeo tay này là sử dụng những cái thao tác vuốt dọc ở trên màn hình. Thì vuốt xuống các bạn sẽ thấy được cái bước chân mà chúng ta đã đi được. Tiếp theo sẽ là cái vấn đề về kiểm soát về giấc ngủ. Xuống bên dưới nữa sẽ là đo nhịp tim trong vòng khoảng 24 giờ thì cái thiết bị này nó sẽ tiến hành đo và tổng hợp lại nhịp tim của các bạn. Và chúng ta tiếp xuống một tí nữa là những cái hoạt động mạnh hơn, ví dụ như là các bạn đi tập gym chẳng hạn, thì cũng sẽ được cái thiết bị này nó thông báo và quản lý thông qua cái chiếc smartphone mà các bạn kết nối. Ở phần More thì các bạn có thể thiết lập được nhiều thứ để chúng ta có thể, ví dụ như là tìm chiếc điện thoại, hoặc là rất là nhiều thứ nằm ở đây. Thậm chí các bạn vào coi cả cái bản cập nhật của cái thiết bị này để chúng ta có biết được những cái bản cập nhật mới. Ở bên dưới là một contact, thì cái contact này sẽ đồng bộ được danh bạ của bạn với Huawei Health và đồng bộ luôn với cái thiết bị vòng đeo tay. Và phần call thì để giúp cho các bạn có thể gọi lại cái người mà chúng ta đã gọi. Đó, ví dụ như ở trong này có rất là nhiều số mình đã gọi vào ngày hôm qua. Đây, và quay trở lại. Về phần trải nghiệm thì sau thời gian mà mình sử dụng thì với cái thiết kế bằng nhựa trên cái thiết bị này thì nó hoàn thiện chưa được tốt. Những cái phím bấm thì mình thấy nó còn khá là lỏng lẻo và nó cảm giác bấm là không có thực sự là tốt cho lắm. Về cái phần dây da, mặc dù là sử dụng dây da nhưng dây da này mình đeo vào nó cảm thấy hơi bị cấn tay và không có được ôm tay như là những cái loại dây da mà các bạn mua bên ngoài, và nếu như phù hợp thì chúng ta có thể thay thế vào thì sẽ cho cái cảm giác các bạn đeo nó tốt hơn rất là nhiều.
Còn về những cái tính năng ví dụ như là kiểm soát sức khỏe hoặc là kiểm soát về cách mà chúng ta tập thể dục và về nhịp tim thì hoạt động tương đối là ổn định và đúng với cái chức năng của nó là một cái thiết bị vòng đeo tay thông minh kiểm soát sức khỏe. Còn khi mà các bạn có một cái cuộc gọi tới và khi chúng ta đang đeo cái thiết bị này ở trên tay, với việc mà các bạn tháo ra rồi gắn vào tay để chúng ta nhận cuộc gọi thì tương đối là khó khăn và luộm thuộm. Và với những người ở Việt Nam thì thường xuyên là điều khiển bằng xe máy, cho nên là cái việc mà các bạn đeo vào như vậy thì nó sẽ bị lỡ mất cuộc gọi và mình cảm thấy là cái trải nghiệm nó không thực sự là tốt. Mặc dù cái kiểu thiết kế nút tai nghe này các bạn có thể sử dụng để đeo được cho cả hai bên tai, nhưng mình vẫn không đánh giá cao về cái phần này. Ngoài ra thì khi nó đóng vai trò là một cái tai nghe Bluetooth thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái chiếc smartphone mà các bạn đang sử dụng. Tăng giảm âm lượng đều phải phụ thuộc vào smartphone, và người dùng khi họ muốn có một cái tai nghe Bluetooth thì họ sẽ không phải đụng tới smartphone nữa. Tuy nhiên thì cái thiết bị này vẫn phụ thuộc vào cái smartphone của bạn tương đối là nhiều. Ngoài ra thì cái chiếc vòng đeo tay của Huawei nó còn không có nhận được thông báo đó, thì đây là một cái điểm mình thấy tương đối là yếu ở trên cái phụ kiện như thế này. Tổng kết lại thì chiếc vòng đeo tay TalkBand B5 của Huawei thì chỉ đơn thuần là một cái vòng đeo tay thông minh thực hiện những cái tác vụ cơ bản như chế độ tập luyện thì tương đối là tốt. Tuy nhiên thì về cái phần mà nó đóng vai trò là một cái tai nghe Bluetooth thì mình sẽ không đánh giá cao về cái phần này, tại vì phụ thuộc rất là nhiều vào cái thiết bị mà các bạn đang dùng. Ngoài ra thì cái giá bán của nó sẽ là khoảng 4,3 triệu đồng cho một cái chiếc vòng đeo tay như thế này thì mình thấy nó tạm gọi là chấp nhận được, nếu như nó thực hiện đúng với một cái chức năng của cái vòng đeo tay, đó chính là các bạn kiểm soát được sức khỏe, kiểm soát được cái nguồn năng lượng mà các bạn đã sử dụng trong vòng một ngày thì ok, rất là tốt. Và như vậy là mình vừa mở hộp cũng như là trên tay nhanh vòng đeo tay thông minh Huawei TalkBand B5. Và các bạn cảm thấy như thế nào về cái vòng đeo tay kiêm luôn cả cái tai nghe Bluetooth này thì hãy để lại ở bên dưới phần comment cho mình nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu như thấy video của mình hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại VTV để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình ở trên kênh của Điện Thoại VTV thì hãy cho bọn mình một subscribe kèm với một cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh. Bây giờ thì mình phải đi biến thành siêu nhân thôi.